Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì clip tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một chút tình hình về cái dịch Covid tại Nhật Bản ấy. Và cái mục thứ hai mình muốn đề cập đến là về cái việc xuất nhập cảnh giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ấy. Trong thời gian vừa qua thì mọi người cũng biết rồi, cái dịch Covid nó ảnh hưởng đến cái việc là xuất nhập cảnh giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ấy. Thì hiện tại ở Việt Nam thì có rất nhiều bạn du học sinh rồi là những cái bạn thực tập sinh ấy đang có visa để bay rồi, nhưng mà do cái ảnh hưởng của dịch Covid nên là tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại. Đến tận thời điểm bây giờ thì vẫn chưa có cái lịch chính thức để bay ấy. Thì ngày hôm nay là một clip mình cập nhật đến cho mọi người ấy. Thì hiện tại là mình đang đi lanh quanh cái ngôi làng của mình đây. Thì thực ra là mình cũng đang là một thực tập sinh ấy. Hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản ấy. Thì mình hàng ngày mình làm những clip cập nhật về cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản ấy, của thực tập sinh Nhật Bản ấy. Hiện tại thì mình đang đi tại cái ngôi làng của mình đây. Đây cái ngôi làng của mình đang sống tại tỉnh Yamaguchi ấy. Thì bây giờ mình sẽ lên phía bên trên đây. Thì phía bên trên đây là một cái trường cấp 1, một cái trường tiểu học của các em học sinh Nhật Bản ấy. Mình sẽ lên trên đây, mình ngồi cập nhật thông tin đến cho mọi người. Thực ra là lên trên đây thì nó sẽ không kiểu là làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh ấy. Hiện tại thì Nhật Bản đây, bây giờ đang là 7 giờ tối này, nhưng mà trời vẫn nắng này, khá to luôn ấy. 7 giờ tối nhưng mà trời vẫn sáng ấy, bây giờ đang mùa hè mà. Ok, thì mình sẽ ngồi tại đây mình cập nhật một chút thông tin đến cho mọi người về cái dịch Covid ở Nhật hiện tại. Thì cho đến ngày hôm nay thì ở phía bên Nhật Bản ấy đã có 19.343 ca mắc nhiễm dịch Covid. Thì trong tổng số đó là có 985 người đã tử vong. Thì trong khoảng một tuần vừa qua thì cái số ca mắc nhiễm ở bên Nhật Bản ấy hiện tại là đang có cái dấu hiệu gia tăng ấy. Một ngày là tăng tầm độ khoảng vài chục người. Thì mình đọc được cái tin tức này mình cũng thấy là rất hoang mang ấy. Ở cái thời điểm hiện tại thì phía bên Nhật Bản ấy đang dự định là tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp do cái dịch Covid Corona đang quay trở lại ấy. Thì mình biết là trong khoảng vài tháng vừa qua ấy, do ảnh hưởng của dịch Covid ấy, thì có rất nhiều bạn ở Việt Nam ấy đã học tiếng đi kiểu đi theo diện là thực tập sinh như kiểu mình này, rồi là những cái bạn đi theo diện là du học sinh ấy. Thì thực ra là do cái ảnh hưởng của dịch Covid nên là rất tất cả các chuyến bay ấy đều bị hoãn lại. Nhiều bạn đã có visa tầm khoảng nửa năm, có bạn thì tầm có 1-2 tháng, nhưng tất cả đều bị hoãn đến tận bây giờ, bởi vì là do cái dịch Covid ảnh hưởng ấy, đâm ra là các cái chuyến bay 2 chiều từ Nhật Bản về Việt Nam, rồi từ Việt Nam sang Nhật Bản ấy đều bị hoãn. Rồi là hầu như cả những người ở bên Nhật Bản ấy, có nghe là những cái người mà đang bị hết 3 năm, hết 3 năm tuổi học sinh hoặc là hết cái hạn visa ấy, phải về nước rồi, nhưng mà do cái tình hình dịch Covid đâm ra là nhiều bạn du học sinh, rồi là nhiều bạn xuất khẩu lao động thì không thể về được. Đâm thời gian này thì những người bên du học sinh ấy, những bạn đi du học sinh ấy rất khó khăn. Rồi ngay cả những cái bạn mà đi thực tập sinh như mình cũng vậy đấy. Nhiều công ty là xảy ra tình trạng là không có việc làm, đâm ra là kiểu là không có tiền ăn uống ấy. Thì do cái ảnh hưởng của đợt dịch Covid vừa rồi ấy, thì hầu như là tất cả các công ty trên thế giới ấy, nói chung về Nhật Bản thì hầu như là tất cả các công ty ở bên Nhật Bản ấy đều cái số lượng giảm sút, rồi là cái kiểu là công việc càng ngày càng ít đi ấy. Ngay cả công ty mình đây, mình sang được 1.5 năm này thì thời điểm ban đầu mình sang có việc ấy, từ cái đợt dịch Covid nên là cái công ty của mình ấy thì cái số lượng việc dần dần nó ít đi. Đến thời điểm hiện tại là một tháng của mình chỉ làm có 8 công thôi, có nghĩa là trước một tháng mình làm 24 ngày, nhưng thời điểm hiện tại thì do cái tình hình Covid nó vẫn đang duy trì ấy, đang phát triển ấy, đâm ra là cái công lượng công việc nó càng ngày càng ít đi. Bởi vì là tại sao, bởi vì cái hàng hóa ấy hàng ngày là làm ra không thể xuất được đi, đâm ra là các cái quán xá các thứ ấy cũng kiểu là bị các việc sa sút ấy. Bởi vì đợt vừa rồi là do cái dịch Covid đâm ra là tất cả các cái quán xá bên Nhật ấy người ta đều yêu cầu đóng cửa và để phòng tránh cái việc mà Covid gia tăng lên ấy. Đâm ra là ngay cả những cái bạn đi du học sinh hay là ngay bọn mình là người thực tập sinh này, thì ảnh hưởng cái dịch Covid này đâm ra là cái công việc nó giảm sút. Thì lượng công việc ít đi thì cái số các bạn cũng hiểu rằng là cái công việc ít thì tiền nó cũng sẽ ít đi. Đâm ra là nhờ các bạn du học sinh ấy đợt vừa rồi là thất nghiệp thì ở phía bên nhà nước Nhật Bản này cũng kiểu là hỗ trợ cho mỗi người tầm khoảng độ 10 man được 20 triệu từ Việt Nam. Thì đợt vừa rồi là bọn mình cũng nhận được hết rồi. Thì hầu như tất cả các tỉnh ấy, có nghĩa là một hộ gia đình ấy, một nhà có 5 người thì nhận được 5 người. Thì đợt vừa rồi ấy, cái điều kiện để nhận được cái 10 man của chính phủ Nhật Bản ấy là những người mà có visa trên 3 tháng ấy, bất kể là du học sinh, thực tập sinh hay là người nước ngoài hay người trong nước thì đều được nhận 10 man, thì bọn mình cũng được nhận rồi. Thì có một số tỉnh ấy là hiện tại thì thời điểm hiện tại thì vẫn chưa nhận được ấy, bởi vì là do các cái tỉnh đó kiểu là không có người bị dịch nên là người ta phát đến chậm hơn ấy. Ok, thì sau đây mình sẽ cập nhật một chút tình hình về cái dịch Covid là trong một tuần vừa qua cái số ca mắc nhiễm là bao nhiêu. Cho đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7, toàn Nhật Bản đã có 19.607 ca nhiễm và 989 trường hợp tử vong. Riêng ngày 26 tháng 6 có hơn 100 ca nhiễm mới trên toàn Nhật Bản. Ngày 27 tháng 6 có hơn 90 người, trong đó Tokyo chiếm hơn một nửa với 57 người. Trong một tuần vừa qua, số ca mắc nhiễm ở tỉnh Tokyo đều có hơn 50 ca nhiễm trên một ngày, nhiều nhất kể từ khi tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ từ tháng trước. Ngày 30 tháng 6 có tổng 138 ca nhiễm bệnh. Tỉnh Tokyo 54 người, tỉnh Kanagawa 31 người, tỉnh Osaka tăng nhẹ 5 người. Riêng tỉnh Yokohama có 26 ca nhiễm độ tuổi từ 20 đến 60. Các ca nhiễm này chủ yếu xuất phát từ các câu lạc bộ đêm trong thành phố.
người ta đang lo ngại rằng Nhật Bản sẽ bùng phát dịch lần hai. Theo ghi nhận, đến 14 giờ chiều ngày 11 tháng 7, Tokyo lại xác nhận thêm một kỷ lục mới với 67 ca nhiễm trên một ngày. Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp tâm dịch Nhật Bản ghi nhận ca mắc mới cao trên 50 ca một ngày. Cho đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 7, số ca mắc nhiễm dịch Covid tại tỉnh Tokyo đã vượt ngưỡng trên 100 người trên một ngày. Con số đáng báo động kể từ khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Thì qua cái tình hình mình cập nhật và tìm hiểu thì trong thời gian qua, trong một tuần vừa qua ấy, thì số ca mắc nhiễm đang hàng ngày tăng lên ấy, thì hầu như đa số tăng ở các tỉnh Tokyo là cái tỉnh gia tăng nhiều nhất ấy. Một ngày có tổng khoảng hơn 50 ca mà trong một tuần vừa qua thì mọi người cứ thấy là cái con số hàng ngày nó cứ càng ngày càng tăng lên, thì mình nghĩ sẽ mình sợ ấy là cái bên Nhật Bản ấy cái dịch corona đang bùng phát lên. Thì do là tổng số ca mắc nhiễm trên Nhật Bản ấy đợt vừa qua là đã giảm sút đi rất nhiều, kiểu là số người chữa khỏi hết ấy, thì người ta cũng nghĩ là cái dịch bệnh là sắp hết rồi, trong đó khi đó kiểu là người dân người ta chủ quan ấy. Đâm ra là cái phía bên Nhật Bản thì có trong các hầu hết các tỉnh ấy mà có người bị dịch là cũng chữa khỏi gần hết rồi, thì phía bên Nhật Bản đã dỡ bỏ cái tình trạng khẩn cấp ấy. Nhưng mà trong cái thời điểm một tuần vừa qua thì cái số ca mắc nhiễm hiện tại là đang dần dần là tăng quay trở lại. Thì đợt vừa rồi là rất may mắn cho nhiều bạn ấy, là nhiều bạn thì cũng bay được sang Nhật Bản rồi, bay được sang Nhật Bản là trước khi cái bên Nhật Bản là tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp ấy, nó là cấm bay các chuyến bay từ hai chiều Nhật Bản Việt Nam và Việt Nam Nhật Bản ấy. Thì trong trường hợp mà những cái bạn đó sang thì thời điểm hiện tại là các bạn cũng hầu như không có việc ấy. Thì như ở bạn mình ấy, có mấy đứa bạn sang bên Nhật Bản là trong cái thời điểm mà cuối tháng 4 là còn trong thời điểm đó là vẫn được bay sang Nhật, nhưng mà bay sang Nhật tầm khoảng 3 tháng 4 tháng này là không có việc rồi. Đấy, có nghĩa là sang đến bên Nhật Bản rồi nhưng vẫn không có việc, bởi vì hiện tại là hầu như các cái công ty bên Nhật Bản ấy là rất nhiều công ty bị phá sản do cái dịch Covid này. Cũng có nhiều công ty là ít việc mà cũng có nhiều công ty là không có việc, đâm ra là cho phía bên thực tập sinh ấy nghỉ truyền miên. Như ngay công ty mình, trước một tháng làm 24 công ấy, thời điểm hiện tại thì một tháng chỉ có 8 công thôi. Một tháng nào có 8 ngày, có cái là hầu như toàn chơi ở nhà chơi thôi. Đấy, mọi người có thể hiểu là cái dịch Covid nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Đấy, do cái dịch Covid này mà các cái chuyến bay trì hoãn, đâm ra là nhiều bạn ở Việt Nam ấy đang đi học tiếng, kiểu là đi tu nghiệp sinh như mình, thì có đi du học sinh ấy, giờ cũng đang rất lo lắng ấy. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì mình nói thật với các bạn ấy, nếu mà thời điểm hiện tại mà các bạn có chuyến bay để sang thì tình hình cái công việc nó không có, bởi vì mình nghĩ là nếu công việc mà ổn định thì hết năm nay sang đầu năm sau thì sẽ có công việc ấy. Nếu mà cái tình hình dịch Covid corona mà nó được giảm sút, mà nó được chữa khỏi hết trên toàn đất nước Nhật Bản ấy, thì mình hy vọng là trong tương lai đầu năm sau là sẽ có công việc sẽ có tiến triển. Còn trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì công việc hiện tại ấy là hầu như tất cả các cái công ty ở trên đất nước Nhật Bản ấy là công việc đều giảm sút, là không có việc luôn. Thì hiện tại ở phía bên công ty mình ấy thì do cái dịch Covid ấy là ít công việc rồi, thì hiện tại là phía bên công ty cho nghỉ nhiều ấy. Nhưng thực ra là trong thời gian nghỉ thì phía bên công ty mình ấy, công ty mình thực ra là một công ty kiểu là công ty của nhà nước ấy, công ty rất là lớn, tầm khoảng độ vài trăm công nhân cơ. Thì phía bên công ty mình tuy là cho nghỉ một tháng là có 8 công thôi, nhưng mà phía bên công ty thì vẫn hỗ trợ lương là 60%. Thì cũng một cái rất may mắn ấy, mình không biết được các công ty khác như thế nào ấy, nhưng ở phía bên công ty mình ấy này vẫn được nhà nước hỗ trợ thêm 40% nữa. Có nghĩa là lẽ ra thì bọn mình đúng không, một tháng là nghỉ đất hầu như gần hết, một tháng nào có 8 công thôi, thì được 60% thì tháng thì độ mấy man thôi. Thì thực ra cái mức lương thực tế của mình ấy, mức lương cơ bản của mình sau khi mà trừ hết các chi phí mà nếu mà làm đủ tháng, không có tăng ca làm thêm, thì một tháng mình nhận về tay được 10 man. Cái mức lương cũng khá là thấp thôi. Nhưng trong thời điểm hiện tại mà đợt vừa rồi ấy là một tháng là có 8 buổi, nếu mà mức lương của mình được 6 man thì mọi người có 60% ấy. Mọi người cứ trừ đi, một tháng chỉ tầm độ là đầm khoảng độ 6-7 man thôi, một tháng thì tầm đấy thôi. Nhưng mà do cái dịch Covid ảnh hưởng này thì phía bên chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ 10 man rồi. Nhưng trong khi đó là trong cái thời điểm hiện tại thì công việc vẫn chưa có tiến triển ấy. Đâm ra là phía bên Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thêm 40%. Thì đấy, bọn mình cũng được hỗ trợ thêm 40% nữa. Cũng nghĩa là một tháng bọn mình vẫn được nhận tròn lương 100%. Thì mình biết là cái thời điểm hiện tại thì có rất nhiều bạn đang mong ngóng cái tình hình là phía bên Nhật Bản và Việt Nam đang cấp cho các chuyến bay qua lại. Thực ra là thời điểm hiện tại thì cái dịch ở bên Nhật Bản nó vẫn đang bùng phát, đâm ra là cũng rất là khó khăn. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại ấy thì vẫn sẽ có những cái chuyến bay nhân đạo để đưa người Việt Nam từ Nhật Bản về Việt Nam ấy. Thì theo cái kế hoạch dự kiến đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước ấy, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo kế hoạch dự kiến đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước. Thì đây là ngày khởi hành số lượng khách dự kiến này, ngày 24 tháng 6 là đã đưa được 343 người, ngày 30 tháng 6 là đã đưa được 230 người trở về Việt Nam. Thì tổng cái ngày 24 đến ngày 30 là đưa được tổng cộng là 573 người. Thì cái lịch dự kiến tiếp theo là ngày 15 tháng 7 là sẽ đưa 343 người trở về, ngày 28 tháng 7 là 343 người, ngày 5 tháng 8 là 230 người và ngày 25 tháng 8 343 người. Thì đó là tổng số người dự kiến là sẽ được đưa về Việt Nam.